quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp hai đối tượng Cao Văn Thái Hương 28 tuổi quê tỉnh Trà Vinh và Đồng Thị Kiều 35 tuổi quê tỉnh Bình Thuận đang tạm trú tại xã Lộc An, huyện Long Thành về hành vi làm giả con dấu tài liệu cơ quan nhà nước. Khám xét tại nơi ở, lực lượng công an thu giữ 9 chứng chỉ sơ cấp của trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương 1, 18 bản sao công chứng của phòng công chứng quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Tại cơ quan công an, hai đối tượng Hương và Kiều đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.